thả mà chưa bỏ bọng mưa lớn á, người chưa dám xuống, nên để trên vàng hoài nên nó ra cái mới già. Cái ớt này để cao quá mới trồng này. Dạ đúng rồi, cao quá này mới trồng trồng xuống tính ra 20 ngày rồi. Ừ. Dạ. Cao quá mới trồng là trồng này là cây nó suy, xong rồi trồng xen dưa hấu. Bởi vì anh biết tại sao ngay cả dưa hấu nó lên không được không? Dạ. Bởi vì cái độ ẩm trong cái này nó rất là cao. Dạ. Đi đi nhích lại kia. Cái mực nước này là cao lắm, mực nước này không ăn thua. Dạ. Bây giờ mà cái mực nước này mà còn để như thế này là cây ớt này cũng không lên được đâu. Dạ, bơm ra khô luôn. Giờ siết khô là để mà cái mặt kia có thể đi vào đây được luôn á. Dạ. Đi xuống dưới cái rỗng ạ. Dạ. Thì bơm sát dưới đấy luôn. Hử? Cho nó cạn tới cạn dưới đáy luôn. Dạ. Chứ để mà nước như thế này là đâu có được. Dạ. Với nước này mà tưới lên là bệnh chết luôn. Dạ. Nước bẩn đen ngòm này. Cái dòi. Mình bây giờ là tháo hết cái nước ra. Dạ. Bơm khô đi. Dạ. Xong rồi bắt đầu rải vôi xuống đường mương. Dạ. Chứ nước mà xấu như thế này mà làm gì? Cái dưa hấu này mà trồng được mấy ngày rồi? Nó 12 ngày rồi đó. 12 ngày. Dạ. Anh đến hồi nãy đi chợ mua phân về tới dưới nó kìa, ngâm rồi kìa. Đây này, cái đất nền này này ẩm rì mà. Dạ. Làm sao mà nó lên được. À. Cây dưa này rễ không bắn này. Dạ. Đất này ẩm lắm. Ừ. Dưới này ướt nhẹp này, thấy không? Dạ. Cái này mới bữa nào cũng có tưới chân á. Ừ. Đất này nước này còn tưới gì nữa. Cái ớt thì cao nhồng này, cái ớt ốm nhách cao nhồng. Mấy người trồng cái mấy người nói trời ơi, trời ơi. Gì đâu mới có mấy ngày ra bông rồi. Nói bằng cái mà cái này nếu mà có đẻ đấy mai mốt nó lớn lên rồi nó cũng chết nhác hết à. Yeah. Chết héo xanh á. Dạ. Yeah. Chết luôn. Cái này nó không có một cái miếng rễ nào bung ra mà. Bung ra không kịp. Kịp vài cái rễ trắng. Cái này phải xử lý đi, chứ để thế này không ăn thua. Dạ. Trồng cái này không có ăn đâu. Trồng cái này tốn tiền, nó phí tiền. Đầu tư tiền trong đây là mất đi uổng. Bây giờ ấy là mình phải xác định cái cây trồng mục tiêu. Một là cây ớt, hai là cây dưa. Yeah. Để mà mình xác định cái mục tiêu chính, xong bắt đầu mình làm để có một thứ đã có ăn đã. Yeah. Đấy. Chủ lực nếu mà là chủ lực là ớt á, thì ớt hay dưa thì cũng thế à. Yeah. Là bây giờ là phải xiết hết nước. Xiết khô luôn, xiết làm sao mà đi xuống dưới được cái rỗng này. Dạ. Yeah. Chứ ở đây xiết nước có dồ mọi dồ không? Xiết có hơi mọi dồ, em mới bơm hôm kia khô vô rồi đó, giờ nó mới vô lại đó. Thế à? Dạ. Em tính chiều nay bơm. Chứ là... bây giờ không, nhưng mà bây giờ mình giải quyết cái vấn đề mọi xem. Nó khô luôn ha. Mọi nó có dồ. Ừ. Dạ. Với giống ớt này là mua ớt bịch về gieo hay là mua của người ta? Dạ, ớt bịch. Của nhà Trung Nông á. Ớt của Trung Nông mà sao nhìn thấy cây lai dữ ta? Rồi lấy lai nhóc này, của ông Trung ở Bình Bán á. Thế à? Dạ. Sao cái lai dữ luôn trời. Lai hình như lai tới 60-70%. Thấy lai hay nhiều ha. Ừ, thấy có cây. Ý mà em sợ người ta không dám cho ta bầu đó, bầu nhà đó. Em bầu vô cái bọc nhỏ á. Mà Trung Nông chính hãng hả? Dạ. Chứ lúa này đợi mấy bữa nữa người ta mới xiết nước mà. Giờ lúa của em nè. Hả? Lúa của em nè. À thế à? Lúa này cũng còn lâu mới xiết nước mà. Dạ. Chịu khó mình bơm. Nên là giờ chịu khó bơm đi. Dạ. Bơm mới giải quyết được vấn đề. Dạ. Chứ ớt này thì bây giờ là phải chăm lên xong rồi cho cái chèo nó lên. Dạ. Rồi nó mập thôi. Dạ. Đấy là ăn chậm một tí nhưng mà ăn cả chèo. Dạ. Chứ trồng ớt kiểu này là chua lắm.
chua ha, nước chua, chua chua ha. Chua thứ nhất là nước, thứ hai nó là cây trồng này, cây cái cây con này mình trồng xuống này để nó nhóng quá. Dạ. Thứ ba nữa là trồng vào thời điểm này á là ớt thu hoạch nó sẽ vào ngay mùa giêng, giá nó sẽ rẻ. Dạ. Thường bắt đầu sang giêng ăn Tết xong ấy, mà có ớt á, ớt như kia ớt trên bờ danh á là ớt đấy là còn có lý. Dạ. Chứ còn là nếu mà ớt mà ở đây á, nếu mà sang đầu tháng giêng thì bắt đầu giờ này là cái giờ mà người ta đang xuống này. Dạ. Giờ này là hầu như ở mấy vùng nào người ta cũng bắt đầu đang trồng, người 5 công, 7 công, yeah. 10 công. Đấy, thì nó vào mùa thuận thì thường là giá nó sẽ xuống. Yeah. Vừa rồi nó nghịch nó khó khăn vậy mà giờ này giá ớt nó còn có 17, 18 ngàn à. Có nhiều nơi ở xa xa, vùng xa người ta bán có 16 ngàn à. Yeah. Nhưng mà ớt mà mình làm kiểu này mà mình đầu tư dữ lắm thì là nó đâu có năng suất, đâu có lời. Yeah. Mà mực nước mình để cao này là mai mốt là nó chết héo xanh ấy. Trên bờ mà nó còn bị chết héo xanh, thấy không? Dạ. Yeah. Chứ đừng có nói là ở dưới ruộng. Còn là dưa hấu thì bây giờ mình xác định thì mình trồng cái thằng này nó có mấy tháng à. Yeah. Thằng này nó lên cần thiết tại em xịt hàng ớt nó có nhiều có mình không cần thiết. Đúng rồi, thì yeah. Nó được cái nào hay cái đó. Dạ, yeah. Em mình chủ lực lên o ba ớt à. Ừ. Thế là được rồi, thế thì không có gì, nhưng mà thôi thì bây giờ xác định cái cây trồng mục tiêu xong rồi bắt đầu mình xử lý. Dạ. Xử lý dần dần là được. Dạ. Đó, thì bây giờ mình xử lý trước mắt là mình xử lý cái nước. Dạ. Nước xong xử lý cái nước vôi. Dạ. Xử lý cái vôi rải xuống cái đường mương này này, xong dạ. Bắt đầu là cái bây giờ này là xịt cái kích cái chai Hàn Quốc, lấy cái Hàn Quốc mình kích hết lên. Dạ. Kích lên để trèo đoạt nó lên. Dạ. Cây nó sung lên, xong rồi châm thêm phân, châm vừa phân, châm dưa rồi châm ớt luôn. Yeah. Đấy, là anh châm lên rồi cái ớt này là sau này hy vọng lấy cái chèo thôi, chứ còn cái tàng là cái cây mẹ là nó rỏng rớt quá. Yeah. Thì em cũng thấy anh vậy đó, em lấy, ừ. Lấy cái tàng thôi, cho cái chèo lên thôi. Chứ cái chèo lên, chứ cây mẹ nó là mình để cây mẹ nó quá dài, yeah. Quá nhỏ. Em cho nó ngã đó chứ, em cho gió thổi cho nó ngã, mà nó không ngã đứng vậy đi chứ, em rồi. Cho nó ngã ra mình vẫn lấy chèo đó chứ. Rồi, dạ. Thì là mình xác định cái mục tiêu thì là mình làm được thôi, có dạ. Gì đâu. Mà sao nó không ngã? Thôi được rồi, thế này kệ nó. Dạ. Thì nó lên thì chấp nhận nó lên đến cái chỗ trên kia thì cái nào mà nó ra bông thì kệ nó, cứ để cho nó đậu. Dạ. Dạ. Nó đậu nó sượng cái mẹ nó xuống là cái chèo nó lên. Dạ. Ừ. Ôi làm như này mình làm rồi lấy cái bài học dần dần nó quen. Lần sau lên clip á là lên clip cao một chút nữa. Dạ. Cao đào. Cao chút nữa bởi mình xiết nước cho nó dễ. Dạ. Cái bờ này mới lên nó cũng tí tí vô ai nè. Ừ. Đấy thì mình xem mấy cái clip mà bên Cao Lãnh bên Thanh Bình ấy người ta làm. Dạ. Cái clip ớt người ta làm nó đạt chuẩn đẹp dữ lắm. Dạ. Chứ mình làm này là làm cái dạng gọi là mới tập làm. Mới tập làm à dạ. Em tính là hàm ăn mấy cái đạt đạt với ông múc cái bờ bên đó đó qua bờ qua bên đó luôn. Ừ. Nó mắc cái clip bên đó luôn. Đấy thì là mình mới tập làm, nhiều khi mình đào sâu cái rỗng ở giữa lại xong bắt đầu mình đắp lên bờ thêm cho nó chút nữa. Dạ. Thì cứ bồi đắp lên xong rồi bắt đầu là chứ này mà để nước chèm nhập này cái dưỡng không lên được đâu. Dạ. Ừ. Ba cái mộ đấy đựng ní thấy gì nhiều lắm. Ừ. Với lại, kia đó mà khu ghe không có miếng nước đó mà. Với lại xử lý cái nguồn nước này đi. Nguồn dạ. Nước này mà để không tưới được đâu. Dạ. Bây giờ là xác định cái mục tiêu là mai mốt là muốn làm một cái nước tưới á, là cái mương giữa kia kìa. Dạ. Đào lên một đường nước thật sâu xuống để mình nong nước vô mình lấy nước tưới. Dạ. Đào thêm một cái mương á để cho nó làm cái ví dụ như mình đặt một cái máy phát cỏ ấy, là mình đi theo cái mương giữa đấy là mình tưới. Rồi, em hiểu. Đúng không? Dạ. Ừ là đừng có bơm nong hết nước ở tất cả xung quanh này. À em hiểu rồi. Đó. Chưa, làm giống như thằng khoai này nha. Này, ừ dạ. Làm như thằng khoai này này. Dạ. Đó là bây giờ nha, mình lấy cái máy phát cỏ đó mình đặt ở cái mương này này. Dạ. Đặt ở mương giữa này. Dạ. Thấy không? Dạ. Làm tay mình cầm cái vòi sen là mình đi hai bên là giáp dòng thôi. Dạ. Là mình tưới được mà. Dạ dạ. Thì cái bên này của mình làm cũng vậy. Dạ mình đắp ngang đây. Ừ, chứ mình làm clip xuôi thế này là nó dễ tưới này, cũng dễ tưới rồi. Dạ. Ừ. Đúng không? Làm một cái đào một cái chia ra làm ba. Làm ba. Dạ. Làm ba cái ruộng là chia làm ba xong rồi thuê người á, người ta
như cái mương ở giữa này này là nó sâu được ấy, nhưng mà lấy một cái mương ở giữa này đó là đào sâu xuống để mình hạ mực nước xuống và mình có nước mình tưới. Nên xử lý cái nước ở đây, nước này dơ lắm, nước này không có xài được đâu. Dạ. Cái này có nước đầu nguồn vô không? Dạ đầu nguồn vô. À cặp mé sông kia hả? Dạ. Thế được rồi. Ok nhé. Cái nước vô ra thoải mái, tại vì bây giờ ta ém cỏ lại nó không vô chứ anh cho nước vô ra.